Rồi, em xin chào tất cả anh chị em hiệp ba của đêm ngày mùng 4 tháng 10 nha em. Tối hôm nay hiệp ba thì em lên một lô áo mỏng tiếp. Nhưng mà có một điều là thực sự em cũng rất là nhiều công việc, cho nên là chuyện riêng, chuyện tư vừa bán nhưng mà nhiều chuyện trong gia đình, thì ngày mai em có một chút công việc. Nếu như em làm việc về sớm thì em sẽ chốt kịp đơn thì ta đi trong ngày nha, còn mà lỡ mà không kịp anh em thông cảm cho em gom đơn ngày mai, ngày thứ mùng 5, mùng 6 à, rồi ta hẳn đi nha. Đó là nếu trường hợp không kịp, còn kịp thì ta cho đi luôn. Còn anh em nào mà thực sự rất là cần thì cứ báo cho em sớm để em cho, của ai cần đi trước, đi trước. À? Thôi lên luôn mai. Trời ơi, việc ai người làm, không ai người ăn. Rồi em lên tiếp con áo chống cháy multicam. Trời ơi, đọc trên nó ở đây đâu nghe đâu mà nghe. Rồi, tiếp con này của hãng Pepper, hãng Chusabek. Chất vải chống cháy cực mới nha anh em, cực mới, báo cáo anh em cực mới. Nhưng mà chống cháy nha, dày cũng không bồ. Vai của nó là 58, dài áo 80. Nhưng mà nó to, ai to chú con này. Chất vải chống cháy nha, to, dài. Hàng chuẩn cấp phát cho lính Mỹ nha anh em. Con này, đây cái tem của nó đây. Nói cực mới cho cái màu chống cháy thì nó buồn, nhưng mà nó được như vậy là đẹp, là mới lắm rồi anh em ạ. Cái màu chống cháy em có muốn mong nó mới đẹp hơn nữa không có đâu. Nhưng mà nó dày như cái bánh đa, nó cứng ngắc à. Rồi ai vừa con này thì chốt cho em 250 mã 50. 250 mã 50 nha em. Cái này là em chỉ nói 1/2, nếu như em không kịp thì em sẽ để lại, còn không là em phải cho đi hết. Vai của nó là 53, dài áo 73 nha anh em. Con này là vải thường, mềm nhẹ nhàng, có một cái pin này. Em sẽ bật vào mới được. Con này chất vải thường. Mấy cái này là của Mỹ hết nha anh em, hàng chuẩn cấp phát hết nha. Đây có một tem này. Con này tầm 95% độ mới, không dơ, không lủng rách, multicam. Rồi, ai chốt con này thì chốt giùm em 250 mã 51. 250 mã 51 được có hai con multicam khay hạ luôn này. Một con này là không quân, chất vải caro. Vai của nó là 40 nha anh em. Vai 40, dài 71, không quân của Mỹ. Tem thì nó bị mờ nhưng áo còn đẹp nha. Còn tất cả là em cho là 90% 95% hết. Con này báo cáo anh em này, con này lại ở ngay góc này thì có vết bạc á, có một vết bạc nha. Thì em sẽ bớt phần trăm con này lại, nhưng mà con này thực sự nhìn đang còn 95. Còn cái dần tem của nó nha em. Đây, em 55kg thôi. Em coi này, 55kg này. Đây, con này được 60 luôn đấy. Con này em cho lại là 92%, 250 mã 25. Nhưng mà chỉ có bị một lỗi đó, em tụt phần trăm xuống như áo vẫn đều. Tiếp một con không quân chất vải kaki này. Con này không quân chất vải kaki to, mới, vai 51, dài áo 77, cực mới nha anh em. Chất vải kaki, thằng không quân mà tìm ra con to này hiếm lắm. Nó toàn là size chích chích không à. To và đẹp, mới. Ai vừa con này chốt giùm em nhé. 300.000 mã 53. 300.000 mã 53, 98% độ mới. Rồi em lên anh em một con rần ri vải kaki này. Mấy con này hàng chuẩn Mỹ hết nha anh em. Vai của nó là 48, hàng cấp phát đó. Dài áo 73. Con này tem trắng medium, small rail, medium short. Đời tem trắng là đời xưa nha, nhưng ở trong này nó bị dơ này. Ai chấp nhận, nhưng nó đâu có ảnh hưởng gì bên ngoài đâu phải không ạ. Con áo này để em review nha. Màu thì đẹp, nâu nhiều.
Ở trên này nó bị rách này. Con này rách rồi. Con này rách rồi, để bữa nào em bán con này giá khác nha. Hay là bán luôn, em bán luôn nha. Ở đây là có một cái vết gửi tem bị rách, anh em về may lên một cái tem tròn. Còn ở sau vai nó bị dơ một phát nè. Đâu, cái đó con gửi cho người ta rồi mà. Không có tem, nó tuổi, nó có tiền luôn. Con chốt cho anh này. Này con đi may mà. Mà sao may để bên đó? Cái này là nằm ở trong cái bao đồ của mẹ. Trong bao đồ của mẹ, hiểu chưa? Nó mà tại sao lại nằm bên bao đồ mẹ được? Không biết. Ra con kêu là cái này không có biêu. Trong bao đồ mình đưa ra. Anh Lâm nói cái này không phải của mẹ. Con này con đi may ở trên lầu ông Hiền á. Mà tại sao lại không quá có đó? Có biêu luôn này. Cô Biêu, bà kêu ông Thân lấy cái Zalo của anh Lân ghi địa chỉ anh này ra cái. Trời ơi. Rồi là tao mình lại không cái điện thoại của cô. Cái thân đi gửi cho ông trời đưa ra đấy. Vậy là cái tem... Ủa cái này dạ không á? Ba ghi địa chỉ anh kia xong mình đóng rồi mà lại không thấy nữa. Thân mà lại lồn thương với mẹ đấy. Thôi tiêu đời. Cái này đóng rồi mà sao để lạc bên bà ta? Lạc ở ngoài anh nha. Anh em thông cảm cho em chút nha. Cái đơn nó hồi nãy mình đóng rồi. Mình đi may trên lầu mà sao bên kia nó đảo lộn qua bên bà đó. Anh Lân mà mình may cái tem ở trên lầu á, may lên may tem vào cho anh mà. Vô Zalo tìm tên Lân. Của anh Lâm. Ừ, anh Lân, anh Lâm gì đó. Rồi rồi, em lên đi em. Con áo này thực sự nó rất là mới luôn. Cái này nó gỡ tem mà nó bị lỗi vậy thì coi chừng đơn hàng nó làm mèo, nhèo nhút. Thì gọi là mình làm, mình gọi đi. Thì mình đóng cái hàng cái này, mình đóng hết rồi chứ. Vậy cục đưa xuống là kịp đóng đâu. Rồi con này nó bị lủng rách một cái lỗ nha nhé. Ơi, con đã viết bưu để trong đàng hoàng rồi. Chưa. Vai của nó là 48 năm nha nhé. Dài áo 73. Con này thực sự nó rất là đẹp. Nhưng mà đáng lẽ là con này đẹp quá, mới quá. Đẹp lắm anh em ạ. Chỉ có chỗ này này. Đấy, cái vết gỡ tem này thì mình may lên một cái tem tròn là che hết thôi. Đẹp, áo mới. Hàng của Mỹ tem trắng này à. Tem trắng này là nó đắt hơn cái tem. Tức là tem trắng là đời trước. Hồi bán con này 200.000 mã 57. Không ai chốt em sẽ bán. Không ai chốt thì em tính. Rồi tiếp một con này sa mạc vải kaki nha nhé. Con này sa mạc vải kaki này. Vai của nó là 50. Vai 50, dài 80. Tem này rất là đẹp. Quá đẹp luôn. Con này mới kẽn bà con ơi. Con này mới kẽn luôn. Sa mạc vải kaki hàng của Mỹ nha nhé. Rất là mới, rất là mới. Rồi, ai chốt con này chốt giùm em là 300.000. Mã 59. Mã 59. Rồi tiếp một con này vải kaki này. Vải kaki. Con này là vai 47 nha anh em. Vai 47 dài 80. Con này cũng mới luôn. Rất là đẹp. Rất là đẹp nha. 97% độ mới. Không quân. Hay còn gọi là cọp trắng nha em, hai tem rin này. 350 mã 56. 350 mã 56. Tiếp một con rần ri, con này màu bạc nha. Nhưng mà nó bị dơ. Con này màu bạc nha. Hàng chuẩn Mỹ nha anh em. Con này là vai 49 50, chưa được 50 đâu, nó non chút, dài 81.
size medium long. Trước sau này, trước này đẹp này. Con này là màu bạc, anh em lưu ý giùm em màu bạc. Ở sau cái phần vạt lưng này thì nó bị dơ này. Ai mà chấp nhận được về chốt này. Đấy, có vết dơ nha, về giặt giùm em với. Anh em nhìn thấy cái vết dơ của nó mà, nó nằm từ phần này qua. Em lạng cho anh em xem nha. Thực sự con này màu bạc rất là đỉnh đồi. Con này màu hơi bị đẹp, màu hơi bị chất, chất như nước cất. Đó, màu bạc. Ai chốt con này chốt 200.000 mã 58. 200.000 mã 58. Tiếp một con không quân vải caro nha em. Vải caro không quân hay còn gọi cọc trắng. Vai của nó là 53. Dài áo 86. Mới. Mới như mới, như cái cổ nó bị dơ rồi này. Cổ nó bị dơ rồi. Mới nha. Con này chỉ bị dơ một chút to. Con này nó bị đuổi to thì mấy anh em to chốt này. Đại cao bự á. To. Một tem, hai tem, ba, bốn cái tem. Bốn tem là được 200.000 rồi đó. Rồi con này 300.000 mã 55. Vừa to vừa được rẻ vừa được lợi nữa chứ. Đỉnh thiệt. Tiếp một con này sa mạc vải caro. Sa mạc vải caro. Con nó bảo lên áp đủ đơn không rồi này. Đi vô tiếp xong rồi khỏi trốn. Vai vuông bảy nha anh em. Vai vuông bảy dài 74. Kêu nó kiểm tra đơn không, nó bốc mấy cái đơn kia lộn tung phèo nữa thì chết. Rồi con này là 95% đồ mới rồi thôi nha em. Có dấu hiệu của vết in nút này. Nhưng mà size đẹp ở sau bà vai có một chút mà hồng hồng á. Chút phấn hay gì mà hồng hồng ha. Có một em nào hôn vào rồi. 95% đồ mới sa mạc nha em. Ba màu. Đấy, em 55kg này. Rồi ai chốt con này là 300.000 mã 60. 300.000 mã 60. Tiếp một con này sumi. Hàng xưa đó, hàng sumi sót đó. Sót nỉ nha anh em. Em đọc riết mà cái cổ em rát không muốn nói nữa luôn. Rồi, con này là vai 43. Dài áo 76 nha anh em, tà bầu này. Con này là hàng lễ phục. Nhưng mà con này tem này nó quanh như cái bộ đầu size 14. 14 1/2 x 32. Hàng xưa, hàng sót hàng xưa nha anh em. Rồi con này cũng 96% độ mới. Nó hơi sót sót nhột nhột một chút nha. Hơi nhột nhột một chút nha. Hàng này đúng ra mà anh em mà biết sưu tầm về nó là nó rất là giá trị đây. Con này chỉ được 55 đến 60kg thôi. Ai chốt con này thì chốt cho em 200.000 mã 65. 65 nha anh em. Anh em đừng có nghĩ con này là của nữ nha. Áo này áo nam ấy. Rồi chốt cho em ạ. Anh gì vậy? Có cái con áo lá cây rừng này nó to và nó cực mát này. Anh gì quên mất tên nó rồi. Con này năm 1866. Mark in Việt Nam. Chu cha là mẹ ơi. Mark in Việt Nam năm 1966 này. Mà chất vải này cực mát nha. Nó nhẹ nhàng như lưới. Ở sau lưng này nó có một miếng lưới này. Có một miếng lưới đen. Mát lắm. Con này sao Việt Nam có đủ khả năng làm cái này ta. Vai của nó là 58. Dài áo 84. Con này là liên doanh chứ còn mà. Hoặc là xuất khẩu chứ chất liệu của nó đỉnh lắm bà con ơi.
Thực sự em bất ngờ khi cầm trên tay mình là một con của Việt Nam ấy. Nó mềm mà nó mát. Nó nhẹ cực kỳ luôn. Bông cũng đẹp. Và nó cái họa tiết, anh em nhìn cô có đồng ý với em không ạ? Cái họa tiết của Việt Nam mình còn nét xuất sắc. Phải nói xuất sắc. Rồi, con này to nha. 8-90 kg. Em bán con này là 250 mã 64. Từ lâu giờ giờ em mới thấy một con này là hạnh diện á. Đẹp. Tiếp một con Asiu nha anh em. Size medium long. Medium long. Vai 51. Dài 78, vai 51 dài 78. Áo đều và đẹp nha anh em. Dòng Asiu thì 97%. Con này hơi to nha anh em nào, vai này chốt này. Con này chốt cho em là 200.000 mã 67. 200.000 mã 67. Tiếp một con này là Sumi màu xanh đen. Hai túi. Vai của nó là 56 57 to nha. Dài áo 85 to nha bà con. Con này là đời tem dập này. Em nhìn giùm em đời tem dập ở trên cổ này. Nó đã dập trên cổ là hơi bị đỉnh rồi đó. Nó chỉ dập một phát trên cổ thôi. Áo rất là mới. Nhưng mà nó cũng dính một chút dơ ở ngay cái tà áo này. Nó dính, con này có cầu vai mới lắm anh em ơi. Thực sự nó rất là mới mà nó bị dính dơ. Bị dính dơ. Mới và to nhá. Con này màu đen xanh xanh. Đây này anh em nhìn thấy cái vết sơn nào. Nó dơ mà nó vẹt sơn lên đây này. Đấy anh em nhìn vết sơn. Đây nữa nha. Thực sự con này rất là mới. Em bán con này là 250 mã 61. Nghe cho em nghe cái điện thoại một chút nè. Alo. Em gửi số điện thoại cho chị không được. Không được Thái. À chắc do nó nghẹn mạng, em gửi tiếp số tài khoản khác cho anh nhé. Dạ dạ rồi, chờ em chút, trong một phút thôi. Dạ dạ em gửi lại cho anh. Anh không phải, em đang like chút nữa hoặc mai em chốt đơn em gọi anh em lấy địa chỉ được không? Nếu như mà anh nhắn tin khó. Em đang like á nhưng mà anh thông cảm. Chờ chút em gửi liền cho anh luôn nha, em gửi lại liền này. Dạ. Rồi em chờ anh. Anh em chịu khó chờ em một tích tắc nha. Em gửi số tài khoản cho khách chuyển tiền đấy. Rồi em lên tiếp con này nha anh em. Chờ chờ em một chút em like. Con này chất vải caro màu xanh đen. Màu xanh đen nha em. Hai túi thôi. Màu xanh đen, màu công nhân nha. Màu này rất là sạch. Vai 56. Dài áo 81. Vai 56 dài 81. Ở đây nó có vết, một cái vết gỡ tem này. Áo thì đều đẹp. Con này 96% của hãng Pupper. Hàng chuẩn tốt phát nha. Con này đẹp. Rồi 4 túi hộp, 2 túi. Ai có cái quần 6 túi hộp chốt cái áo này giùm em này. Em bán con này 200.000 mã 74. Anh em chờ cho em chút nha. Em gửi. Gửi cái số tài khoản. Rồi, ok. Ai chốt chốt con này giùm em ấy ạ. Tiếp là một con rần ri vải caro nha em. Con này cũng đẹp. Bệt đẹp nha, bệt bạc luôn á, màu bạc á. Con này là vai của nó 48. Dài áo 81, vai 48, dài 81, size small long.
small long nha, 60 đến 70 kg nhưng mà cao là phải 1m74 trở lên á. Ở đây nó gỡ tem mất một lủng một lỗ này nha. Áo sâu đều đẹp. Ở đây trước này nó cũng gỡ tem thôi, nhưng mà con áo này hơi bị đỉnh á. Với cái bệt này em nói anh em vẫn con này là đã đời luôn cái này. Rất là đẹp. Đó. Lông anh em, lông. Người nhỏ nhưng mà cao, chốt cho em con này 200.000. 200.000 mã 77, mã 77 ạ. Tiếp một con ACU vải thường, con này thì được có 92-93% nữa thôi. Ở đây anh em nhìn thấy vòng vàng không? Nó hơi vòng vàng một chút nha. Con này size medium regular. Medium regular. Vai của nó là vai 50. Dài áo 75 nha bà con. Vai 50 dài 75 như này, cái cùi chỏ của nó hơi vòng vàng một chút này. Con này em bán rẻ cho anh em nha. Con này em bán rẻ cho anh em nha. Trước đều đẹp, sau đẹp, chỉ có cái cùi chỏ với cái phần này nó hơi ố ố một chút. Em bán 100.000. Con này em bán 100.000 mã 66. Ai chốt con này nha anh em. Bán 100.000. Chốt cho em 100.000. Tiếp một con này là vải kaki 64 hộp đen thui lùi. Con này gọi là đen tuyền luôn, đen lánh luôn. Vai của nó là 54 mới. Dài áo 81. Tem xanh này. Size 3X lát roller. Con này to. Đây. Tem của nó nha nhé. Con này hơi bị mới. Đen xì. 4 cái hộp anh em. Ai chốt con này bận một cái quần 6 cái hộp. To. Rồi, ai chốt con này 200.000 mã 75. 200.000 mã 75. Tiếp một con rần ri vải kaki nè. Vai của nó là 54 ạ. 54 dài 83. To. Con này cũng to, bệt đẹp, mới. Con này gỡ tem thôi, nó bị gỡ tem thôi. Sau trước đều đẹp 97%. Ai chốt con này 250 mã 72. 250 mã 72. Tiếp một con này kaki không quân hay còn gọi là cọc trắng này. Vai của nó 465. Dài áo 83. Đó, nguyên một cái bằng dù của nó nha. Con này cũng 97% độ mới. 97% độ mới nha em. 97% độ mới này. Bằng dù à. 1, 2, 3, 4, 5 cái tên. Rồi, chốt cho em con này là 300.000 mã 71. 300.000 mã 71. Tiếp một con rần ri kaki nha em. Rần ri kaki, con này hơi lạ nha. Con này là áo khoác. Con này là dạng áo khoác. Dài áo của nó là 81, khoác mỏng một lớp nha em. Con này như áo nó, con này là thấy là lạ lắm. 4 túi này. Xài bằng miếng dán này. Xài bằng dây kéo này, dây kéo nhựa nha. Nhưng mà tem sai, tem đời trong thì không có thấy. Chất kaki này thì kaki của Mỹ. Nhưng mà áo thì không có tem. Kaki này là kaki Mỹ nha nhé. Giờ chỉ có đo và cân cho ký chiều dài thôi. Con này giảm áo khoác mỏng 4 túi. 4 túi xài miếng dán nha em. Con này là phải 90kg. Anh em 90kg. À, đẹp. 96%. Ở đây dính một chút dơ. Đây chút dơ nữa.
Rồi chốt cho em con này là 300.000 mã 69. 300.000 mã 69. Có con cọp này nó khoét nách này anh em này. Anh em bẩn chán chê dê ngán rồi anh em quay lại may cắt cọc tay như vậy mà bẩn này. Con này nó tét mất cái đường này rồi. Em phải đạp lại một đoạn nha. Nó bị bung chỉ một đoạn thôi. Hai bên đều bung chỉ để quát quát về chơi luôn. Đây là một trong những cái phong cách mới mà em nghĩ anh em mà không thích bẩn dài tay nữa, chơi kiểu này cho nó mát. Sau nó viết chữ này à, hàng cấp phát nha. Bẩn này rất là gấu và đẹp, mát. Vai của nó 42, dài áo 74-75 nha em. Y chang như áo M65 mình chán chê rồi mình chơi sách nách. Đấy. Ồ, đẹp không? Chơi như vậy là một cái phong cách áo này với áo rần ri rồi các áo khác. Rồi, con này em sẽ bán cho anh em 200.000 mã 70. Ở đây anh em chỉ cần đạp lại chỗ này là ok phải không anh em? Khuyết nách size này nhỏ nha. Rất là đẹp. Tiếp một con áo khoác đằng sau một trái tim. Hai người anh em ạ. Phải một người đâu, bên này có một cái cờ này. Con này nhìn là biết thời trang nữa. Nhưng mà hơi bị vip. Cúc của nó bằng sừng nha. Cúc bằng sừng nha. Hơi bị chất luôn á. Chất vải kaki này. Con này không có thấy cái tem to gì hết à, không có thấy tem gì hết nha. Cái bông của nó thì giống bông của biệt kích à, biệt phần vàng như biệt của biệt kích. Chất vải kaki dày, vai 62, dài áo 88, nhưng mà cái này anh em gỡ ra được nhé. Anh em có thể mở ra là nó ra. Rồi ở trong thì một lớp như thế này này. Con này nói đúng ra cái chất liệu của nó rất là chất. Anh em nhìn thấy cái bệt của nó giống bệt của... giống cái bệt của biệt kích chứ. Cái này nó nằm trong mà em hết cả hồn. Nào, bệt y chang biệt kích luôn. Cái này à, một túi. Mấy cái này anh em không thích mở ra đi. Bệt chật rồi. Bệt rất là đẹp nha bà con. Cái bệt vòng vàng này đẹp nha. Một cái cờ. Rồi, con này anh em phải 80kg trở lên. Chốt em 300.000 mã 68. 300.000 mã 68, một con sa mạc vải kaki ạ. Con này của hãng Chu Sebeck, hàng chuẩn Mỹ anh em. Hãng Chu Sebeck kaki mới của quân đội nha, dài vai 62. Dài 83. Rồi, to và đẹp mới, chất vải kaki nha anh em. Thực sự con này nó mới mà to khiếp khủng. Sao mà Tây có những ông to vậy không biết. Đó, ai to nhất like của em chốt con này giùm em này. Mới không tì vết luôn. Không có cái gì để báo hết. Rồi 350 mã 63. 350 mã 63. Tiếp một con vàng cát hàng đời sau này nha em. Chất vải kaki dày, hàng chuẩn của lễ phục Mỹ ạ. Vai của nó là 49, dài áo 80 ạ. Vai 49, dài 80. Kaki dày nha em. Ai chưa có áo này, được có một con duy nhất à. Nhưng mà cái form này là nó như vậy nha em. Rồi 98% hai tem vai này. Chốt cho em 300.000 mã 62. 200.000 mã 62. Tiếp một con lá cây rừng sumi. Lá cây rừng sumi. Con này vai của nó là 56 lượng. Dài áo của nó là 80. Con này không biết nước nào nha. 2X large. Nó viết tiếng Anh ở đây này. Còn đây thì 2X large. Cái này gọi là lá tre lá trúc, không phải là lá cây rừng. Áo này còn 96% độ mới nha anh em. Lá tre lá trúc. Đấy.
Rồi, ai vừa con này chốt giùm em này. 200.000 mã 77 ạ. 200.000 mã 77. Tiếp một con này thì chất vải chân chim. Chất vải chân chim. Tem trắng nha. Tem trắng nha em. Chất vải chân chim tem trắng nha. Vai của nó là 51. Dài áo 73, vai 51. Con này chất vải mát ra anh em ạ. Con này nó hơi khác với những cái bộ binh khác một chút. Nó là giống bộ binh gì em không có biết. Nhưng mà đời tem trắng ạ. Nó chỉ có hai cái túi như túi sơ mi trên rồi. Rồi, 97% nha anh em. 96 thôi. Cho 96 cho nó lẹ. Chốt cho em con này 200.000 mã 76. Con này thì bao mát. Mát. Mát sơ bung luôn. Tiếp con sa mạc này thì chỉ còn 92-93% thôi. À con này không quân vai 48. Chất vải kaki. Dài áo 82 em. Con này 93 92-93. Đổi mới không có cao nữa nha anh em. Cái cổ của nó có một chút vết dơ và xù xù lông ấy. Con này là đúng ra là cái màu của nó tím tím. Cho nên mình nhìn cũ nhưng mà cho phần trăm ăn thua gì. Cho nó cũ cha đi cho nó rồi. 1, 2, 3, 3, 4 cái tem. Em bán con này là 300.000 mã 54. 4 cái tem là được 200.000 thôi đó. Rồi tiếp một con phòng hóa. Hết pin rồi. Tiếp một con này là của phòng hóa. Con này là hóa chất ở trong nha. Bệnh con này vào là nó không có bụi. Nó có bụi ít thôi. Về anh em giặt giùm em nha. Nó chỉ có bụi nhưng mà bụi ít thôi. Nó là dạng một cái áo khoác nhưng mà đã được xài ở trong phòng hóa. Hóa chất đó. Cái áo mà em kêu bụi nó dính qua là nó này. Rất là bụi nha. Đen xì xì đây này. Đây. Cho anh em dòm cái độ đen của nó này. Con em khỏi bẩn vào đi vì nó bụi là sợ lắm. Em sợ lắm đi thôi. Con này là size lát 90kg. 90-100kg. Về anh em giặt 10 thau nước nha. Dài áo của nó là 97. Làm áo khoác ở đây có một cái dây kéo này. Hai lớp nha em. Một lớp này với một lớp này. Lớp trong mỏng thôi. Hàng chuẩn của Mỹ anh em. Ai chốt con này làm áo khoác 300.000 mã 78. Rồi tiếp một con này là của này. Cái này của Đức hay của gì đây? Đức hay Hà Lan như biết. Con này chất vải kaki vai 42. Dài áo 78. Mới và đẹp. Này Đức hay gì anh em? Đức hay là không phải Đức nhè. Rồi, con này thì 55kg là áo khoác thôi nhá. Một áo khoác dài. Ở trên này có hai cái túi này. Hai cái túi để coi có cái gì không chứ. Rồi, ok, hai cái túi nhá. Hơi bị tiền luôn. Em mỗi lần đi Thái thích những con áo có cái túi như thế này này. Thứ nhất lỡ mà nó móc túi mình thì giấy tờ mình vẫn còn để đi về qua cửa khẩu Việt Nam. Nó không có mất công là hải quan gì đại sứ quán của Việt Nam phải qua chuộc mới về được ấy. Đây là một cái túi mình đựng căn cước, đựng passport. Cứ để về có dây kéo lại là an toàn này. Còn bên này thì mình để tiền. Hoặc là nói chung là đi có những cái áo mà có ngăn kéo mà như vậy rất là cần, rất là cần. Con này là để cho điệu đà để bỏ tay vào áo khoác anh em. Dài 55kg là bận vừa. Áo đẹp, chốt cho em con này là 200.000 mã 79. 200.000 mã 79. Rồi một con cuối cùng của cuộc đời em được thoát nạn. Một con màu xanh xám. Con này để em đo nha. Chất vải xương cá vai 52. Xương cá dài 83. Xương cá nha em. Tem trắng này.
Fallboy năm 1993 này, tem này nha, con này giống của Pháp rồi trời, con này đúng rồi, của Pháp rồi, con này áo chuẩn Pháp luôn chứ không phải là giống nữa, áo Pháp. Cho anh em đọc cái tem này, chất vải của nó là chất vải xương cá nha anh em, xương cá, lưu ý dùm em, xương cá chỉ có ở Saten hàng xưa mới có xương cá. Vai 53-54, dài áo 74, của nó là màu xanh xám nha em, áo của Pháp. Áo của Pháp thì nó có dây kéo ở đây. Rồi, con này của Pháp em bán rẻ con này luôn, chất vải xương cá nha, con này thông thường em bán 700-800 nghìn, nhưng mà con này giờ em bán bình thường em bán 700-800 nghìn, giờ em bán 600 nghìn. Mã số 80, em có đọc nhầm không vậy? 600 nghìn, mã 80 nha em. Đây, nó có hai cái ngăn đây này, đây một ngăn của Pháp nha, em bao của Pháp cho anh em nha, hai cái ngăn túi này này. Con này thì anh em là phải 80 kg trở lên đó mới vừa đó. Rồi, mã 80, 600 nghìn. Em cảm ơn tất cả anh chị em nha. Nếu anh chị em ưng mã nào thì alo cho em, và qua 9 giờ thì anh em đừng có gọi nữa mà để lại tin nhắn, mai em đọc em sẽ trả lời và chốt cho anh em nha anh em. Nhưng thực sự anh em mà muốn ủng hộ em thì chịu khó theo dõi kênh mỗi tối. Cái hiệp này là 8:30 là em lên, là anh em xem video thấy mã nào là gọi liền, chứ đừng có để qua ngày hôm sau thì chắc chắn là sót lại, may rủi anh em còn mã đó nữa thôi, còn anh em hỏi thì chưa chắc còn. Rồi, em cảm ơn và chào anh em, hẹn gặp lại ngày mai.